Tổng thống Ukraine quyết định thay đổi vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Rednikov. Romania bác bỏ thông tin bị UAV Nga tấn công. Mỹ hoàn ngành Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thuyết phục Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Nguy cơ xảy ra khủng hoảng chính trị tại Bulgaria do nguy cơ dầu mỏ Nga. Nga tiếp cận thị trường năng lượng ASEAN với tâm thế lạc quan. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, mở đầu bản tin thời sự quốc tế ngày hôm nay sẽ là thông tin mới nhất về việc Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố ông sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Rustem Umerov, người đứng đầu quỹ tài sản nhà nước SPF của quốc gia Đông Âu. Quyết định này vẫn đang chờ sự thông qua của Quốc hội Ukraine. Trong bài phát biểu được ghi hình hàng đêm, Tổng thống Zelensky nêu rõ, tôi đã quyết định thay Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Tôi cho rằng bộ này cần có những cái tiếp cận mới và các hình thức tương tác khác với quân đội nói riêng và xã hội nói chung. Trong khi đó, lựa chọn mới của Tổng thống Zelensky, ông Umerov, 41 tuổi, cựu nghị sĩ, đã lãnh đạo SPF kể từ tháng 9 năm 2022 và tham gia những cuộc đàm phán quan trọng của Ukraine trong thời gian qua, chẳng hạn như sáng kiến ngũ gốc Biển Đen. Tuyên bố trên được giới quan sát đánh giá là bước khởi đầu trong công cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với lĩnh vực quốc phòng Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, ông Rostom Umerov nên là người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng quốc hội sẽ ủng hộ đề cử này. Ông Renikov được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tháng 11 năm 2021, đã giúp Ukraine có được hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ phương Tây. Chính trị gia này luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng xoay quanh Bộ Quốc phòng Ukraine, vốn bị ông mô tả là nhà mục đích bồi nhọ. Quyết định của Tổng thống Zelensky về việc thay đổi Bộ trưởng Quốc phòng phải được Quốc hội Ukraine thông qua, song nhiều khả năng sẽ được đa số nghị sĩ của cơ quan lập pháp này ủng hộ. Tối ngày 3 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng có ít nhất hai máy bay không người lái cảm tử của Nga nhắm vào thành phố cảng Reni, phía tây Ukraine, trên sông Danube nhưng chúng đã trượt mục tiêu và bay ra nước láng giềng Romani. Tuy nhiên, ngay trong ngày 4 tháng 9, Bộ Quốc phòng Romani trong một tuyên bố chính thức đã kiên quyết bác bỏ thông tin này. Các cơ quan có trách nhiệm của Bộ Quốc phòng Romani đã giám sát theo thời gian thực của tình hình về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Nga trong suốt cuối tuần qua về cơ sở hạ tầng ở khu vực lân cận các cảng Ukraine trên sông Danube tuyên bố nêu rõ hiện không có dấu hiệu cho thấy các phương tiện tấn công mà phía Nga sử dụng tạo ra mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với lãnh thổ hoặc lãnh hải quốc gia của Romania. Tuyên bố cho biết các lực lượng phòng không trên biển, trên bộ và trên không của Romania đang hoạt động ở mức độ tăng cường cảnh giác với sự hợp tác của các lực lượng đồng minh NATO. Trước đó vào tối ngày 3 tháng 9, ông Oleg Mikolenko, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, có ít nhất hai máy bay không người lái cảm tử của nga nhắm vào thành phố cảng Reni phía tây ukraine trên sông Danube nhưng chúng đã trượt mục tiêu và bay sang nước láng giềng Romania ông Mikolenco cho biết thêm theo cơ quan biên phòng nhà nước ukraine đêm qua trong một cuộc tấn công lớn của nga gần cảng Ismail máy bay không người lái của nga đã rơi và phát nổ trên lãnh thổ romani sau đó, truyền thông Romani và Ukraine đã đăng tải rộng rãi một bức ảnh do ông Mikolenko đăng tải, được cho là một chiếc máy bay không người lái của Nga phát nổ ở bờ phía đông Danube của Romani. Theo một thông báo của lực lượng không quân Ukraine và một số máy bay không người lái của Nga trong cuộc đột kích hôm 3 tháng 9 đã bay về phía bắc dọc theo sông Danube, khi sát không phận Romani, NATO. Như tuyên bố của các quan chức Nga và Ukraine, các cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở Reni, bên kia của sông Danube, từ phía Rumani là mục tiêu chính của các lực lượng Nga trong cuộc tấn công. Bộ Ngoại giao Mỹ đã bình luận về cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan liên quan tới sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Bộ Ngoại giao Nhà Trắng cho biết, chúng tôi hoàn ngành những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong việc thuyết phục Nga quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin đã gặp nhau tại thành phố ven biển phía nam Sochi của Nga trong nỗ lực đưa Moscow trở lại thỏa thuận ngũ cốc quan trọng ở Biển Đen mà nước này đã rút khỏi hồi tháng 7 vừa qua. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết, các cuộc thảo luận nhằm giải quyết đề xuất từ Moscow về việc cung cấp 1 triệu tấn ngũ cốc của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ tài chính từ Qatar, sau đó sẽ được phân phối cho các quốc gia có nhu cầu nhất. Theo TASS, việc cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một phần của cuộc đàm phán. Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc Biển Đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất cầu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ sáng kiến đạt được hồi tháng 7 năm 2022, Nga và Liên Hợp Quốc đã ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraine ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraine qua Biển Đen. Thỏa thuận đã ba lần được gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7 vừa qua. Sau vài giờ đàm phán, ông Erdogan phát biểu trong một cuộc họp báo chung rằng hai bên có thể sớm đạt được giải pháp đáp ứng mong đợi. Về phần mình, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng xem xét khôi phục thỏa thuận ngũ cấp ngay khi tất cả các thỏa thuận dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của Nga được thực hiện đầy đủ. Chuyển đến các tin tức khác, thưa quý vị, sự ổn định chính trị của Bulgaria đang bị đe dọa bởi khủng hoảng thị trường nhiên liệu khi liên minh cầm quyền muốn cắt giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nga. Nguy cơ này đã được nhiều nguồn tin trong quốc hội và chính phủ Bulgaria xác nhận. Theo bài đăng trên báo tin tức của thông tấn xã Việt Nam cho biết, trong quốc hội và chính phủ Bulgaria xác nhận với eractive.bg rằng điều này có liên quan tới các vấn đề gây tranh cãi với tập đoàn năng lượng Lukoil của nga, công ty sở hữu nhà máy lọc dầu Nestorim Bergas và độc quyền trên thị trường buôn bán tại Bulgaria. Mặc dù rõ ràng rằng Bulgaria đang hướng tới giảm phụ thuộc vào Nga trong lĩnh vực dầu mỏ, nhưng nước này dường như muốn sử dụng việc xử lý nguồn năng lượng của Nga như một lý do để được chấp nhận vào khu vực miễn thị thực Schengen và đồng tiền Trung châu Eurozone của EU. Chính phủ Bulgaria cũng đề xuất nước này tiếp tục hợp tác với các công ty dầu mỏ của Nga cho đến mùa xuân năm 2024, nhưng đa số trong quốc hội khẳng định thời hạn này sẽ giảm xuống đến cuối năm 2023. Những người kiên quyết chấm dứt nhanh chóng hợp đồng với Lukoil là đảng GRB của cựu thủ tướng Boyko Borisov, hiện có số ghế lớn nhất trong Quốc hội Bungary và đảng thiểu số DPS. Tương lai của nhà máy lọc dầu ở Burgas của Lukoil là một trong những vấn đề lớn nhất đối với Liên minh ủng hộ châu Âu mong manh hiện nay tại Bungary. Những bước đi sai lầm trong tương lai đối với Lukoil sẽ dẫn đến lạm phát cao hơn. Nguy cơ rất cao sẽ là cái cớ để các đảng chỉ trích chính phủ." Báo cáo của SANS cũng báo cáo các nhà chức trách về khoản vay gần 800 triệu đô la Mỹ do Listasco cung cấp cho Netochem Burgas. Phần lớn trong số đó đã được hoàn trả, nhưng trong trường hợp chấm dứt sớm hợp đồng, chủ nợ có thể tuyên bố vỡ nợ 300 triệu đô la Mỹ còn lại và phá hủy nhà máy lọc dầu. Điều này có thể sẽ gây ra chấn động trên thị trường nhiên liệu ở Bulgaria và Macedonia. Trước đó, vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, Quốc hội Bulgaria đã bỏ phiếu về việc chấm dứt hợp đồng nhượng quyền sử dụng kho cảng dầu Rosneft gần cảng Burgas ở biển đen của công ty dầu mỏ Lukoil thuộc nga với mục đích sau đó Bulgaria tiếp quản lại cảng và đẩy nhanh tiến độ để Bulgaria gia nhập hiệp ước Schengen của EU ngày 4 tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và đầu tư ASEAN ở Jakarta Indonesia chủ tịch hội đồng doanh nghiệp nga ASEAN Ivan Polyakov cho hay, các công ty năng lượng của Nga có thể tiếp cận một phần khúc thị trường ở các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN với giá trị hàng năm khoảng 170 tỷ đô la Mỹ. Quan chức Nga này nhận định, hoạt động của nền tảng này nhận được sự quan tâm lớn của tất cả các quốc gia trong khu vực vì điều này cho phép thực hiện các cách tiếp cận cụ thể trong thực tế, chứ không chỉ trên văn bản, qua đó thúc đẩy an ninh năng lượng và tính toán toàn diện thực tế. Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga-ASEAN Ivan Polyakov cho biết diễn đàn an ninh năng lượng chung Nga-ASEAN là một tập hợp các cơ chế phức tạp nhằm hỗ trợ các cuộc thảo luận về chiến lược năng lượng đúng đắn trong thời gian hơn 30 năm, ông Polyakov cho hay. Các công ty năng lượng của Nga có thể tiếp cận các phân khúc thị trường ở các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN với giá trị hàng năm khoảng 170 tỷ đô la Mỹ. Ông Poliakov chia sẻ thêm, nền tảng an ninh năng lượng tập thể của Nga và các nước ASEAN mang đến cho các công ty Nga khả năng tiếp cận một thị trường định hướng kinh tế bổ sung với trị giá 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Thống kê về xuất nhập khẩu và đầu tư vào các dự án khu vực cho thấy, doanh thu của thị trường năng lượng ASEAN ước đạt 300 đến 400 tỷ đô la Mỹ một năm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 4 tháng 9 thông báo, Thủ tướng nước này Lý Cường sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết, Hội nghị thượng đỉnh G20 lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh áp lực suy thoái của nền kinh tế thế giới hiện nay ngày càng lớn, kèm theo ngày càng nhiều khó khăn trong phát triển bền vững toàn cầu. Do đó, với vai trò là một diễn đàn chính về hợp tác kinh tế quốc tế, G20 cần tăng cường quan hệ đối tác, hợp sức giải quyết những thách thức nổi bật trong lĩnh vực kinh tế và phát triển quốc tế. Qua đó, G20 sẽ góp phần tích cực phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới và phát triển bền vững toàn cầu. Lãnh đạo nhiều nước dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 lần này, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới cũng sẽ tham dự hội nghị. Bà Mao Ninh nói rằng, Trung Quốc hy vọng hội nghị thượng đỉnh G20 lần này sẽ xây dựng đồng thuận về những vấn đề nói trên, tạo dựng và lan tỏa niềm tin cho thế giới bên ngoài và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng. Để bảo vệ an ninh cho hội nghị, Ấn Độ có kế hoạch triển khai khoảng 130.000 nhân viên an ninh cùng hệ thống chống máy bay không người lái UAV. Mới đây, chính quyền tỉnh Aroca phía bắc của Colombia thông báo ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc giao tranh giữa hai nhóm phiến quân tại quốc gia Nam Mỹ này. Chính quyền tỉnh Aroca không nêu chi tiết về việc những người thiệt mạng và bị thương là các thành viên của hai nhóm vũ trang nói trên hay dân thường bị đạn lạc. Cuộc đụng độ tại tỉnh Aroca diễn ra trong bối cảnh chính phủ Colombia và ELN vừa kết thúc vòng đàm phán hòa bình thứ tư diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela theo thống đốc tỉnh aroca willeton rodriguez giao tranh giữa nhóm vũ trang estado mayor central emc nhóm bất đồng chính kiến thuộc các lực lượng vũ trang cách mạng colombia farc và nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia eln đã xảy ra tại khu đô thị puerto rondon gần khu vực biên giới giáp với venezuela trong một tuyên bố chung đại diện chính phủ colombia và ln khẳng định hai bên đã nhất trí thúc đẩy các hoạt động nhân đạo tại các khu vực chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột vũ trang nhằm đảm bảo quá trình thực hiện lệnh ngừng bắn song phương đồng thời tăng cường các cơ chế hỗ trợ tù nhân chính trị là thành viên của ln Trường đoàn đàm phán của chính phủ Colombia, Oti Panito nhấn mạnh, các thỏa thuận vừa đạt được sẽ giúp hai bên tiến đến gần hơn tới hòa bình. Về phần mình, người đứng đầu phái đoàn LN Pablo Beltran cũng kêu gọi các bên kiên trì với giải pháp chính trị cho cuộc xung đột sau 70 năm đối đầu. Trong khi đó, nhóm các quốc gia bảo lãnh cho quá trình đàm phán là NAUI, Mexico, Cuba, Brazil, Chile và Venezuela cũng đưa ra tuyên bố trong đó nhấn mạnh chính phủ Colombia và ELN đã thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm các bước trong chương trình nghị sự hòa bình. Trước đó, chính phủ quốc gia Nam Mỹ này và nhóm EMC ngày 2 tháng 9 cũng đã nhất trí nối lại lệnh ngừng bắn song phương để bắt đầu đàm phán hòa bình. Tỉnh Aroca là một trong những điểm nóng về nạn buôn bán ma túy và khai thác khoáng sản trái phép tại Colombia. Địa phương này từ hàng thập kỷ qua là chiến trường trong các cuộc chiến tranh giành địa bàn các nhóm vũ trang và các băng đảng tội phạm. Quân đội Pakistan cho biết ngày 4 tháng 9, một máy bay trực thăng của Hải quân nước này đã bị rơi ở thành phố Cảng, Guada, khiến cho ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Quân đội Pakistan cho biết ngày 4 tháng 9, một máy bay trực thăng của Hải quân nước này đã bị rơi ở thành phố Cảng, Guada, khiến cho ba thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, máy bay trực thăng bị rơi trong khi đang thực hiện bay huấn luyện tại thành phố Guada thuộc tỉnh Balochistan, miền tây nam của Pakistan. Người phát ngôn của Hải quân Pakistan cho biết nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật. Trong khi đó, một nguồn tin quân sự cho hay máy bay trực thăng bị rơi sau khi động cơ bị cháy. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, 6 quân nhân đã thiệt mạng cũng tại tỉnh Balochistan sau khi máy bay trực thăng chở họ bị rơi ở thị trấn Kosh. Trên đây là tổng hợp những tin tức quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quốc tế khác để chúng tôi cập nhật và đăng tải thường xuyên trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.